đây được gọi là củ cây chúa lưỡi rắn. Người ta nói rằng rắn rất sợ cái này. Nếu như lũ rắn dám lại gần nó thì sẽ cảm thấy nóng rực và quằn quại. Lợi hại quá. Và sẽ hiện nguyên hình. Ui da, đau quá. Ui da, đau. Okay. Quay lại đi, mau quay lại. Cái này là gì vậy? Vì có nó nên nằm không được thoải mái. Đây là gì vậy bác?